Trồng rau sạch, câu hỏi của Chân Đức. Hỏi kính thưa Thầy, trong điều kiện tu tập ở nơi không có điều kiện đi khất thực, có được phép trồng rau sạch để tránh khỏi bị ô nhiễm có được không? Đáp, câu hỏi được đặt ra là mất chánh nghiệp của Đạo Phật. Người tu sĩ Phật giáo chỉ còn duy nhất có một chánh nghiệp, đó là nghề đi ăn xin. Vì có ăn xin mới tu tập diệt ngã, xả tâm ly dục ly ác pháp được, còn làm tất cả các nghề khác để sống là đi ngược lại với Đạo Phật. Đi ngược lại với Phật giáo thì sự tu hành để cầu giải thoát chẳng bao giờ có giải thoát, và còn làm mất thời giờ vô ích, uổng phí một đời tu hành chẳng ra gì. Trồng lúa, rau, cải để ăn như các nông dân thì nên làm nông dân, chứ đi tu có tu đến đâu, có giải thoát được chỗ nào. Người tu sĩ Đạo Phật phải là người du tăng khất sĩ. Xưa Đức Phật, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, không có ở một chỗ nhất định. Ở đây thất mùa đói khát thì Đức Phật đi đến xứ khác, nơi đó được mùa để xin ăn, chứ đâu như tu sĩ hiện giờ ở chết một chỗ. Cái sai của trụ thế tăng là vì cuộc sống tạo ra bao thứ nghề sống. Hiện giờ khắp nơi trên đất nước chúng ta có chùa thì làm ruộng rẫy, nuôi lợn, gà, vịt, dê, bò để sinh sống như nông dân. Có chùa chuyên cúng bái, tế lễ, làm những chuyện mê tín để kiếm sống. Có chùa lại buôn bán nhang đèn, kinh sách, tương chao, vân vân để sinh sống. Có chùa chuyên đi thuyết giảng để sinh sống. Có chùa làm những nghề thủ công đan, thêu, may, mặc, hoặc làm tương chao đem bán để sinh sống, vân vân. Tất cả những việc làm này trong các chùa đều không đúng chánh nghiệp của Phật giáo. Mọi nghề nghiệp làm để sinh sống, Đức Phật đã cấm không cho, chỉ còn duy nhất là ôm bát đi xin ăn từng nhà. Nếu chỗ này không có điều kiện đi xin ăn được, thì hãy đến chỗ khác, chỗ nào tiện lợi cho việc tu hành. Dù cực khổ đói khát, ta cũng chấp nhận ở đó tu tập. Tu sĩ mà làm mọi nghề để sống thì không đúng là tu sĩ Phật giáo. Cho đến cái nghề đi xin mà xin tiền thì cũng không đúng. Chỉ có được quyền xin thực phẩm vào lúc buổi trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Tu sĩ gặt lúa giúp dân. Hỏi: Kính thưa Thầy, trường hợp của Thầy Chân Trí lao động gặt lúa giúp dân có đúng không? Đáp: Thầy Chân Trí gặt lúa giúp dân chỉ vì Thầy là người sống rảnh rỗi, không có pháp hành tu tập nên ra làm công quả giúp cho dân. Làm như vậy cũng tốt, nhưng cuộc đời tu của Thầy rất uổng phí. Một người chấp nhận tu hành theo Đạo Phật là phải tu rốt ráo, làm chủ cho được sanh tử mới thôi. Còn thì giờ rảnh rỗi đâu mà gặt lúa giúp dân. Tu như Thầy Chân Trí mang tiếng đi tu, chứ thực chất tu chẳng đến đâu cả. Người tu sĩ Phật giáo tu đến nỗi quên ăn quên ngủ, tu đến nỗi tóc tai râu ria móng tay móng chân quên cắt tỉa. Tu chỉ biết tu, không còn biết tất cả những gì bên ngoài xảy ra, thì sự tu hành mới có kết quả. Nếu không tu được như vậy thì nên ra đời. Sống đời cư sĩ thì làm mọi nghề đều được cả, chỉ trừ 6 nghề Phật đã cấm. Còn riêng tu sĩ thì không nên làm nghề nghiệp nào khác, chỉ có nghề duy nhất đi xin ăn và tu tập ngày đêm không rảnh rỗi. Gặt lúa giúp dân là tốt, nhưng với người tu sĩ làm như vậy là sai. Người tu sĩ làm như vậy là phi phạm hạnh, là phạm giới luật, là không xứng đáng làm đệ tử của Phật. Một đời đi tu là tìm cầu sự giải thoát, cớ sao lại đi gặt lúa giúp nông dân thì còn nghĩa lý gì giải thoát? Làm như vậy không xứng đáng là tu sĩ Phật giáo.